Hôm nay là em test thử cái chai serum B5 của The Ordinary và cái kem chống nắng nha mọi người. Hôm qua thì để sử dụng thử một lần, nhưng mà cái serum The Ordinary này á, khi mà mình thoa lên sau đó là mình thoa kem chống nắng á, tự nhiên nó có một cái lớp bợn giống như tẩy da chết gì đó. Đó thì mình phải vội vàng là rửa mặt thật là sạch. Và hôm nay mình sẽ quyết định là thử lại một lần nữa về cái dòng sản phẩm The Ordinary này. Hiện tại là cái da của mình vừa mới thoa toner, thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp cái chai là serum lên da mặt, và sau đó mình sẽ là thử lại để đánh cùng với kem chống nắng một lần nữa đó. Tại vì nghe nói là cái dòng sản phẩm này khi mà đánh cùng với kem chống nắng là ở cái độ ẩm da nó còn dạng như chưa thẩm thấu hết thì mình sẽ là sử dụng chung với kem chống nắng nó sẽ ok hơn. Còn hôm qua là do cái da của mình ấy, khi mà mình để cho cái serum nó khô dạng như kiểu nó thẩm thấu vào da rồi sau đó mình mới đánh kem chống nắng thì cảm giác cái da mặt của mình nó sẽ có một lớp bợn giống như là tẩy da chết đó. Thì hôm nay quyết định là thử lại lần nữa để cho mọi người biết được nha. Đây là serum The Ordinary B5. Mình sẽ quyết định là test lại một lần nữa. Khi mà thoa lên cảm giác cái serum này có cái đặc tính là mình thoa lên rất là mát, cũng như là khi mà thoa lên ấy, cảm giác là cái tinh chất của nó hơi dẻo dẻo sợ sợ nha mọi người. Hơi dẻo dẻo sợ sợ đó. Thì hiện tại là cái da của mình vừa mới thoa serum lên chưa thẩm thấu nè. Và bây giờ mình sẽ là thoa liền kem chống nắng lên da nha. Đó, đây. Mình sẽ lấy một lượng kem chống nắng bằng hạt đậu như thế này, mình thoa hết lên da. Hôm qua mình thoa lên nó vẫn cục mà nó kiểu như là nó ra bợn bợn nhìn rất là kỳ nha mọi người. Đang đi ngoài đường mà tự nhiên cái mình phải vội vàng mình lấy khăn ướt á, mình lau lại đó để cho nó không bị kỳ. Nhìn giống như bị kiểu như là tái tạo da nha mọi người, nó bong bong kỳ lắm. Đó, hôm nay á mình cảm thấy thoa khi mà có cái tinh chất serum mà nó chưa thẩm thấu vào da mà mình thoa cùng với kem chống nắng như thế này nè, mình cảm giác là nó ăn kem chống nắng hơn, kiểu như nó thấm đều vô nhiều hơn. Đó mọi người. À vậy là cái dòng sản phẩm The Ordinary này khi mọi người thoa chung với lọ kem chống nắng thì ở cái khi mà cái serum The Ordinary này nó chưa thẩm thấu vào da hoàn toàn. Đó nó còn kiểu như còn ướt trên da thì mọi người có thể là xài chung với kem chống nắng nha. Còn khi mà sử dụng cái chai serum The Ordinary đó xong á, làm để khô á thì mọi người thoa kem chống nắng lên nó bị bợn, bị dính, bết dính và cảm giác cái da của mình kiểu như là nó có một cái lớp kiểu như kỳ nó ra tới vào chết vậy mọi người. Đó. Đây, thì hiện tại bên em đang phân phối hai cái dòng này là kem chống nắng là Rose Rosé và dòng sản phẩm là serum B5 của The Ordinary. Thì các bạn mà muốn chống nắng, muốn căng bóng da, muốn cấp ẩm và muốn phục hồi da thì có thể sử dụng cái em serum The Ordinary này. Cũng được rất là nhiều người review và đánh giá rất là tốt về cái dòng sản phẩm này. Thứ nhất, giá rất là bình dân. Thứ hai là công dụng của nó cũng rất là thần thánh, bởi vì nó cấp nước nè, rồi phục hồi da và đặc biệt là làm trắng sáng da. Đó, khi mà thoa lên thì cảm giác cái da của mình nó căng bóng hơn. Hôm qua thì cảm giác cái da của mình ấy nó kiểu như sần rồi nó khi mình chè lên nó ra những cái tế bào chết nhìn nó rất là kỳ nha mọi người. Hôm nay là đã thành công rồi. Những chị em nào muốn sử dụng nguyên một combo này thì inbox ngay cho em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mọi người ơi hãy nhớ liên hệ cho em qua số điện thoại hotline là 0933 766 739 hoặc là 077 333 9279 hoặc là 0355 838 057 là số thứ tư của bên em là 0356 605 677 nha. Một combo như thế này cũng rất là xịn sò đối với những làn da như là da bị khô, da bị thâm, da bị dầu, da bị mụn, đều có thể sử dụng một combo như thế này nha. Ừ, rất là nhiều. Bye bye.